Tại cổng thông tin du lịch Thừa Thiên Huế visithuế.vn, người xem có thể chọn lựa nơi lưu trú, các điểm ẩm thực và nhất là khám phá Huế với dạng 3D thông qua các điểm đến được tích hợp trên trang web. Trong các hoạt động này, ngành du lịch Huế cũng đã liên kết với Viettel để phát triển hệ thống quản lý, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý, xây dựng gian hàng ảo, vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt cho du khách. Để phục vụ du khách, Huế cũng liên kết với Vietsoft Pro để xây dựng ứng dụng thuyết minh tự động, giới thiệu địa điểm du lịch bằng hình ảnh 3D, bản đồ du lịch 3D. Ứng dụng này giúp du khách có được một hướng dẫn viên ảo, tức phần mềm thuyết minh tự động. Theo đó, khi đến các điểm đến có trưng bày QR code đã liên kết, chỉ cần quét QR code, du khách sẽ được nghe thuyết minh, hướng dẫn về điểm đến. Song song đó, với thiết bị VR, kính thực tế ảo, du khách có thể du lịch tại chỗ thông qua hình ảnh đã được tích hợp. Với phần mềm ứng dụng, doanh nghiệp du lịch lữ hành Thừa Thiên Huế được miễn phí sử dụng ứng dụng Bluetooth do công ty Bluetooth phát triển. Đây là nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến dành cho các đối tác đại lý, được xây dựng dựa trên kinh nghiệm hơn 27 năm kinh doanh vận hành các sản phẩm du lịch của tập đoàn Thiên Minh. Theo đại diện Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong giai đoạn đầu triển khai, thông qua Sở Du lịch, toàn bộ doanh nghiệp lữ hành, lưu trú trên địa bàn tỉnh sẽ được kết nối và sử dụng nền tảng này miễn phí. Những hoạt động và chương trình này đã được Thừa Thiên Huế công bố và đưa vào sử dụng trong buổi sáng ngày 27 tháng 4, trong khai mạc tuần lễ chuyển đổi số Huế năm 2021.